con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng giàu thông vui khôn nguôi, muốn khao cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng đi bên yêu thương tình nam cùng. Ngài là Thiên Chúa dân nhân giàu và hay tha thứ, ngài dịu nên con không khi nào mặc con thoái. Vương cùng đi yêu đuối, dẫn con trên đường lành vì chịu ơn nghĩa muôn đời. Con nay trở về vùng đất tay sinh. Con nay trở về đường chính lý quang minh. Trở về vùng đất tái sinh. Nay con trở về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon, hoa ngọt có thừa. Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thông môi khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng đi bên yêu thương tình đậm tình. Ngài là Thiên Chúa dân nhân giàu và hay tha thứ, ngài dịu nên con con thoái hư, vì là vui đến con vai vương cùng đi yêu đuối, dân con trên đường lành vì chung ơn nghĩa muôn đời. Ngài là Thiên Chúa dân nhân giàu và hay tha thứ, ngài dựng nên con khi nào mặc con thoái hư. Giuđa và đồng bọn. Cây gỗ làm thập giá.
ngay lúc khởi đầu hành động phản bội. Chưa bao giờ Giuđa thực sự nhìn rõ hậu quả. Hắn muốn được phần thưởng của kẻ phản bội và muốn làm vui lòng người Pha-ri-siêu bằng cách giả bộ giao nộp Đức Giê-xu vào tay họ. Nhưng hắn không bao giờ muốn sự việc ấy đi quá xa. Hắn không bao giờ mơ tưởng là Đức Giê-xu bị đưa ra trước tòa và bị đóng đinh. Hắn chỉ nghĩ đến tiền. Và từ lâu hắn đã lén lút liên lạc với một vài người dò thám Pha-ri-siêu và Sa-đu-xê, mà vì nịnh bợ họ đã xúi giục hắn phản bội. Hắn quá chán nản với một đời sống lang thang, mệt mỏi và bị bách hại của các tông đồ. Trong vài tháng qua, khởi đầu giai đoạn tục dốc này, hắn đã ăn cắp tiền người ta dâng tặng được giao phó cho hắn giữ. Và tính tham lam đã xúi giục hắn đi đến chỗ quá độ sau khi thấy Madalena xức dầu thơm cho Đức Giê-xu một cách phung phí. Hắn luôn trông đợi Đức Giê-xu thiết lập một vương quốc tạm bợ ở trần gian, mà chính hắn sẽ có một chức vụ nào đó thật sáng sủa và có lợi. Nhưng khi điều này không xảy ra, hắn quay sang việc cướp nhặt tài sản. Hắn thấy những khó nhọc và bách hại này càng gia tăng, và vì vậy hắn nghĩ rằng trước khi mọi việc tệ hại hơn, hắn sẽ làm cho một số người quyền thế và nổi tiếng trong các kẻ thù của Đức Giê-xu mến chuộng hắn. Hắn thấy Đức Giê-xu không muốn làm vua, trong khi dưới con mắt của hắn thì các thượng tế và các nhân vật nổi tiếng của đền thờ lại là những kẻ có sức hấp dẫn. Và vì vậy hắn lân la làm quen với các thuộc hạ của họ, mà những tên này tâng bốc hắn bằng mọi cách, cũng như bí mật nói với hắn phải sớm chấm dứt sự nghiệp của Đức Giê-xu bằng mọi giá. Trong vài ngày vừa qua, chúng đi theo hắn đến Bê-ta-nha, và vì vậy càng ngày hắn càng chìm sâu vào đồi bại. Hắn chạy chọt muốn rã rời đôi chân để xúi các thượng tế đi đến một quyết định nào đó, nhưng họ không chấp nhận và lại đối xử khinh miệt với hắn. Họ nói thời gian trước kỳ lễ thì quá ngắn. Nếu bất cứ hành động nào xảy ra ngay bây giờ sẽ gây nên khó khăn và làm náo động ngày lễ. Chỉ có đại công nghị chú ý phần nào đến các đề nghị của hắn. Sau khi Giuđa phạm thượng lãnh nhận bí tích, Satan đã hoàn toàn khống chế hắn, và ngay lập tức hắn tiếp tục thu toàn tội ác ghê tởm của mình. Đầu tiên hắn đi tìm các tên thuộc hạ đó, mà cho đến nay chúng vẫn tâng bốc hắn và tiếp đón hắn như bạn bè. Một số người khác cũng tham dự, trong số đó có Caipha và Anna. Nhưng tên sau này đối xử với hắn thật cộc cằn và đầy khinh bỉ. Cả bọn họ thiếu quyết tâm và không tin tưởng ở kết quả, cũng như không tin tưởng Giuđa. Tôi thấy hỏa ngục tự chia rẽ với nhau. Satan muốn thấy tội ác của các người Do Thái qua cái chết của Đức Giê-xu, người vô tội. Còn hắn thì nóng lòng mong mỏi cái chết của Đức Giê-xu, đấng hoán cải tội nhân, thầy chí thánh, đấng cứu độ, người công chính, người mà hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng đồng thời hắn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến cái chết vô tội của Đức Giê-xu, là người không tìm cách che giấu chính mình, không cứu chính mình. Satan ghen tức với Đức Giê-xu về khả năng chịu đau khổ dù người vô tội. Và vì thế tôi thấy có sự đối nghịch ở phía ma quỷ đang kích động sự căm thù và thịnh nộ của những kẻ thù Đức Giê-xu đang vây quanh tên phản bội,
Và đằng khác, ma quỷ lại rỉ tai một số người rằng Giuđa chỉ là một tên đểu cán, xỏ lá, rằng việc kết án không thể tuyên bố được trước ngày lễ, hoặc không có đủ số chứng nhân cần thiết để buộc tội Đức Giêsu. Chúng bày tỏ quan điểm đối nghịch về việc bắt giữ Đức Giêsu và một số đặt vấn đề với Giuđa. Liệu chúng ta có thể bắt được y hay không? Y không có một đội quân nào sao? Tên phản bội trả lời: không, ông ta chỉ có một mình với 11 môn đệ. Chính ông ta thì chán nản hết kiểu nói, còn 11 tên kia thì nhút nhát. Giuđa còn nói với họ: bây giờ là lúc thuận tiện để bắt Đức Giêsu. Ngay bây giờ, chứ không còn lúc nào khác. Vì sau này có thể hắn không còn khả năng để trao nộp Đức Giêsu vào tay họ, và có thể hắn không bao giờ trở lại với người. Hắn nói vì trong vài ngày qua, và nhất là ngay hôm đó, các môn đệ và chính Đức Giêsu đã có lời lẽ ám chỉ đến hắn. Có lẽ các ngài đoán ra được điều hắn sắp thi hành, và nếu hắn trở lại, chắc chắn các ngài sẽ giết hắn. Giuđa nói thêm: nếu bọn họ không bắt Đức Giêsu bây giờ, người sẽ vượt thoát và sẽ trở lại với một đạo quân đông hơn, và sẽ tự tuyên xưng là vua. Với những đe dọa như vậy, sau cùng Giuđa đã thành công. Họ nhượng bộ các đề nghị của Giuđa để bắt Đức Giêsu theo kế hoạch của hắn, và trả hắn 30 đồng bạc, giá của phản bội. 30 đồng này làm bằng bạc giác mỏng, hình dạng giống như cái lưỡi. Ở một đầu có đục lỗ để xỏ thành từng sâu. Mỗi đồng mang một vài hình tượng. Giuđa không thể chịu nổi sự hồ nghi rõ ràng và khinh miệt mà người Pharisêu đối xử với hắn. Vì kiêu ngạo và khoe khoang, hắn đề nghị dâng số tiền vừa nhận vào đền thờ. Hắn nghĩ làm như vậy sẽ có vẻ là một người công chính và không phụ lợi trước mặt họ. Nhưng họ từ chối số tiền đó vì là giá máu nên không thể dâng vào đền thờ. Giuđa cảm thấy bị khinh thường sa mặt, nên lòng đầy giận dữ. Hắn không ngờ bị đối xử như vậy. Hậu quả của sự phản bội đã tấn công Giuđa ngay cả trước khi các kế hoạch quỷ quái được thi hành. Nhưng bây giờ hắn quá bận rộn với các ông chủ mới. Hắn đang nằm trong tay họ và không thể nào thoát được. Họ canh chừng Giuđa chặt chẽ và không để hắn vượt khỏi tầm mắt cho đến khi hắn trình bày toàn bộ kế hoạch để bắt Đức Giêsu. Sau đó, ba người Pharisêu đi với tên phản bội xuống sảnh đường là nơi có đội lính gác đền thờ. Không ai trong ba người này là Do Thái thuần chủng. Họ thuộc giống dân khác hoặc lai giống. Khi tất cả đồng ý và khi số lính cần thiết đã quy tụ lại, với một tên đầy tớ của người Pharisêu tháp tùng, Giuđa đã chạy đến nhà tiệc ly trước để xem có còn Đức Giêsu ở đó hay không. Vì nếu như vậy, họ có thể bắt người dễ dàng khi đặt lính gác ngoài cửa. Không lâu trước đó, sau khi Giuđa nhận tiền để phản bội, một người Pharisêu đi xuống và sai 7 người nô lệ đi kiếm cây gỗ và chuẩn bị sẵn sàng làm tập giá cho Đức Kitô trong trường hợp người bị đưa ra xét xử. Vì ngày hôm sau là lễ vượt qua nên không đủ thời giờ để làm điều đó. Họ mua cây gỗ này từ một nơi cách đó 45 phút, và cây này được dựa vào tường cùng với một số cây khác thuộc quyền sở hữu của đền thờ, và họ kéo về
để ở công trường sau tòa án của Caipha. Khúc gỗ làm tập giá thuộc giống cây từng mọc ở thung lũng Josaphat gần suối Siron. Sau khi bị gãy nằm vắt ngang qua con suối, khúc gỗ này từng được sử dụng như một cây cầu. Khi Nehemia giấu lửa thánh và các chén thánh trong hồ Bethsaida, cây này cùng với các khúc gỗ khác được dùng như vật để che đậy. Sau này nó lại bị lấy đi và quăng vào đống gỗ khác. Một phần vì ý định nhạo báng vương quyền của Đức Giêsu, một phần vì ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì đó là kế hoạch của Thiên Chúa, nên thập giá được hình thành một cách rất đặc biệt. Cùng với tấm bảng ghi chữ, thập giá gồm 5 mảnh khác nhau. Tôi được nhìn thấy nhiều dữ kiện, nhiều ý nghĩa khác nhau có liên hệ đến thập giá. Nhưng ngoại trừ những gì đã kể, tôi quên hết tất cả. Giuđa trở lại và cho biết Đức Giêsu không còn ở nhà tiệc ly. Do đó, chắc chắn người phải ở nơi quen thuộc trên núi cây dầu để cầu nguyện. Giuđa nài nỉ lại chỉ sai một ít lính đi với hắn thôi, đừng để các môn đệ đang có mặt khắp nơi canh chừng sẽ nhận thấy sự khác thường và xúi dân nổi loạn. 300 người được bố trí tại các cổng và đường phố ở Ophen, là một phần của thành phố về phía nam đền thờ và dọc theo thung lũng Milo kéo dài đến tận nhà của Anna ở Sion. Họ sẵn sàng tăng viện nếu cần. Vì như Giuđa nhắc nhở người Pharisêu, Đức Giêsu coi tất cả đám dân nghèo ở Ophen là môn đệ của người. Tên phản bội bỉ ổi cũng nói với họ phải thật cẩn thận vì Đức Giêsu có thể vượt thoát. Và hắn nhắc lại sự kiện là nhờ một vài thuật huyền bí, người đã có thể trở nên vô hình ngay lập tức và giấu mình trong núi xa các môn đệ. Hơn thế nữa, hắn còn đề nghị trói Đức Giêsu bằng sợi dây xích và dùng đến một vài ma thuật để phòng ngừa người phá dây xích đó. Người Do Thái khinh bỉ bác bỏ lời khuyên rủ của hắn. Họ nói: "Chúng tao không cần phải theo lệnh của mày. Khi bắt được nó, chúng tao sẽ trói chặt nó lại." Giuđa sắp đặt với các người lính là hắn sẽ vào vườn trước, sẽ hôn chào Đức Giêsu như một người bạn, và các môn đệ sẽ đến với người hỏi chuyện. Sau đó họ sẽ tiến ra và bắt giữ người. Hắn muốn làm như thế việc lính tráng và hắn đến vườn cùng một lúc chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Vì sau khi phản bội, hắn nghĩ sẽ bỏ chạy như các môn đệ khác và chẳng ai nghe biết đến hắn nữa. Giuđa còn nghĩ là chắc sẽ có náo động và các tông đồ sẽ tự vệ và Đức Giêsu sẽ biến mất như trước đây người từng làm như vậy. Những ý tưởng này giờ đây đặc biệt làm hắn bận tâm, trong khi hắn đang bực mình vì thái độ khinh miệt và hồ nghi của kẻ thù Đức Giêsu đối với hắn. Nhưng không phải vì hành động quỷ quái của hắn khiến hắn hối hận hay ý nghĩ về Đức Giêsu làm hắn mũi lòng, vì hắn đã hiến trọn bản thân cho Satan. Giuđa cũng rất muốn các binh lính theo sau hắn đừng mang xiềng xích và gông cùm, hoặc những tên nổi tiếng xấu đừng xuất hiện trong đám này. Quân lính làm ra vẻ đồng ý với điều hắn muốn, nhưng trên thực tế họ coi hắn như một tên phản bội đê tiện mà họ đang cần dùng, là người không thể tin tưởng và phải loại bỏ khi không còn dùng đến nữa. Họ được lệnh đặc biệt phải bám sát hắn và đừng để hắn xa khỏi tầm mắt cho đến khi bắt được Đức Giêsu và trói người, vì hắn đã nhận tiền và người ta sợ rằng tên bất lương này sẽ bỏ chạy và rồi trong đêm tối người ta sẽ không bắt được Đức Giêsu hoặc bắt lầm người khác.
Trong trường hợp này, nhiệm vụ của họ sẽ không xong và ngày lễ vượt qua sẽ xáo trộn và sôi nổi. Đám quân lính được chọn để bắt Đức Giêsu gồm khoảng 20 tên, một số thuộc đám lính canh đền thờ và một số khác làm việc cho Anna và Caipha. Y phục của họ giống như của lính La Mã. Họ đội nón sắt và áo có dây da lủng lẳng bên hông giống như người La Mã. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu giữa bọn họ là bộ râu, vì lính La Mã ở Jerusalem chỉ có râu mép thôi, còn râu cằm và ria đều cạo sạch. Tất cả 20 người đều mang gươm và một vài người còn mang theo giáo. Một số mang theo đèn dầu với cán dài, trong khi những người khác mang đuốc tẩm dầu hắt. Nhưng khi đến gần, chỉ một đèn dầu còn sáng. Người Pharisêu dự định sai một đám đông hơn đi với Giuđa, nhưng hắn phản đối là quá đông sẽ dễ bị chú ý, vì núi cây dầu chế ngự toàn thể thung lũng. Do đó, phần lớn ở lại Ô-phên. Các lính canh được bố trí rải rác trên các con đường nhỏ ít người qua lại, cũng như trong thành phố, để đề phòng náo loạn hay bất cứ toan tính nào nhằm giải cứu. Giuđa tiến lên trước với 20 người lính, theo xa xa là 4 tên cung thủ ở cấp bậc thấp. Chúng mang theo dây trói và cùng. Sau đó, một vài bước là 6 tên thuộc hạ mà Giuđa từng liên lạc với họ. Một trong 6 tên này là Tư Tế, một người tín cẩn của Anna. Một tên khác tận tụy với Caipha. Tên thứ 3 và thứ 4 là người Pharisêu. Và 2 tên còn lại là thuộc hạ của phái Sadduce, đồng thời cũng là của Herode nữa. Tất cả là chỉ điểm, những tên lén lút, bọn đệ tớ luồn cuối của Anna và Caipha, và là kẻ thù nham hiểm bí mật của đấng cứu thế. 20 tên lính lúc đầu vui vẻ tháp tùng Giuđa cho tới khi đến ngã ba đường, một đường rẽ về vườn Getsemani và một đường đi về vườn cây dầu. Tại đây, chúng không cho phép Giuđa đi trước một mình. Chúng thay đổi giọng điệu và đối xử với hắn rất sắc sược và thô bỉ. Cuộc bắt bớ Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu cùng 3 tông đồ đang trên lối đi nằm giữa vườn Getsemani và vườn cây dầu, thì ngay ở lối vào, khoảng 20 bước phía trước, Giuđa cùng đám lính xuất hiện và đang cãi vã om sòm. Giuđa muốn tách khỏi đám này để một mình tiến lên đón Đức Giêsu, làm ra vẻ như một người bạn trở lại sau khi vắng mặt. Còn đám lính thì đi theo sau, làm bộ như Giuđa không biết gì về hành động của bọn này. Nhưng họ không đồng ý với đề nghị này. Họ bám sát hắn và lớn tiếng: "Không được đâu mày ơi, mày không thể thoát khỏi tay chúng tao cho đến khi tên Galilee đó bị bắt."